Thế bây giờ chị giải thích lại nhá. Nghĩa là cái chi phí mà em tập hợp được ở đây này là nợ 154 có 61, 62, 67, bởi vì 627 nó 162 là không có số dư đúng không nào? Thì cái này cái này là em hiểu bản chất rồi phải không? Đúng không? Dạ. Thế thì bây giờ chi ra chi dư rủi ra của 154 sẽ bằng 12.050 mà trừ 8.033. Thì đây chính là dư nợ 154. Cái chỗ này thì hiểu rồi đúng không? Dạ. Thế tính giá thành nhập kho. Vậy thì ví dụ như đây chính là giá trị nhập kho đem này, nợ 155 này, có 154 đây này. Tức là kho của mình hình thành lên, tức là cái sản phẩm hoàn thành mới nhập vào cái kho 155 thì làm cho cái kho 155 tăng lên. Thì như vậy có 154 tức là chi phí rủi ro của mình đã giảm đi. Hiểu chưa? Yeah. Rồi. Thì ở đây cái bấm phẩy này nó đang bị thừa, đúng chưa? Nó đang thừa bởi vì phía trên nó đã thể hiện rồi. Đúng không? Đến mức 8. Tính giá vốn sản phẩm, tức là công ty bán đi một trong hai sản phẩm hoàn thành. Nghĩa là ở đây là cái nhập kho này là nhập kho cho hai sản phẩm hoàn thành. Phải không nào? Dạ. Vậy giá thành đơn vị của nó thì sẽ bằng tổng giá thành mà chia cho số lượng. Đúng chưa? Đây gọi là giá thành đơn vị. Giá thành khác giá vốn không? Khác, khác gì? Đúng. Giá thành là tính chi phí rồi. Giá thành này mình sẽ tính cho các cái sản phẩm đã hoàn thành. Nhưng mà giá vốn thì khi nào xuất bán ra thì mới tính giá vốn. Cho nên không phải lúc nào giá thành cũng là giá vốn đâu nhá. Giá thành ở đây là mình tính cho một sản phẩm nhập kho, tổng giá thành là bao nhiêu và chia cho số lượng, tổng số lượng thì sẽ ra được giá thành đơn vị. Giá thành đơn vị ở đây là giá thành cho một sản phẩm. Được chưa? Hiểu không? Và khi bán nó ra thì một của một sản phẩm thì lúc này giá vốn của em sẽ tính cho một sản phẩm chứ không thể nào tính cho hai sản phẩm được, có đúng không? Đúng không? Khi bán sản phẩm ra sẽ có hai bút toán. Bút toán thứ nhất là phản ánh giá vốn. Đúng. Nợ 632 có 155. Chị giải thích bút toán này giống như chị nói, đầu 6 đầu 8 tăng đi bên nợ. Khi mình bán ra thì chắc chắn là cái giá vốn của mình đổi lên. Khi mình bán ra thì doanh thu của mình cũng tăng lên, đúng không? Được. Bao giờ doanh thu như chị nói, trong kế toán doanh thu thì đi với giá vốn, đúng không? Thu nhập khác thì đi với chi phí khác, đúng không? Và gì nhỉ? Chi phí tài chính thì đi với doanh thu tài chính, đúng không? Nó có bộ với nhau hết. Cho nên khi mà em bán ra một cái sản phẩm thì giá vốn nó sẽ tăng lên và kho của mình nó sẽ giảm đi, đúng không? Vì mình đẩy hàng ra mà, phải không nào? Thế ở đây mình sẽ bán một trong hai sản phẩm, đương nhiên là giá thành đơn vị của nó là một, đúng không? Thì chính là cái số tiền này một sản phẩm mà. Thế như vậy là 155 của mình còn lại là một sản phẩm tương ứng với 8.3 mà trừ đi, 8.033 mà trừ đi. Đúng rồi, nhớ chưa? Hiểu tối đi. Đấy là giá trị tổng kho nhá. Vậy kho bây giờ là giảm đi, cái bút toán này cũng hiểu ý nghĩa của nó rồi đúng không? Giá vốn tăng lên là đúng rồi. Giảm bởi vì sao? Thứ nhất, giá vốn nó chi phí tăng lên thì như bên nợ. Còn 155 đó là thành phẩm giảm đi thì nó sẽ như có, đúng không ạ? Thế thì tiếp theo, mà đương nhiên là 155 đó là tài sản, mà tài sản giảm thì như có rồi. Mình bán cho người ta nghĩa là kho của mình đang mất đi rồi. Đấy, cái hiểu như thế, đúng không? Rồi, phản ánh doanh thu bán của một sản phẩm, biết rằng giá vốn cao hơn, giá bán 10% thì cái này sẽ bằng cái này cộng với cái này nhân 10%, đúng không? Nói chung là trong mua bán là được lãi 10% mà. Hầu như là thế, nói chung là khoảng tầm đấy thôi. Chị đang cho bài toán như thế. Hiểu chưa? Vậy khi phản ánh doanh thu thì như chị nói. Rồi gì nhỉ? Doanh thu tăng lên thì đi bên có. Mà doanh thu giảm đi thì đi bên nợ. Tuy nhiên là hầu như là trong thực tế thì hay phản ánh là doanh thu còn giảm từ doanh thu thì cũng có rất nhiều. Nhưng mà khi giảm từ doanh thu, ví dụ như em bán cho khách rồi, sau đó khách lại trả lại hàng cho em và khách lại xuất lại hóa đơn cho em ấy, thì em sẽ ghi nợ 511 có 131 nhá, nếu giảm từ doanh thu. Ví dụ như thế. Nhưng mà ở đây ví dụ mình bán một sản phẩm mà người ta trả cho mình một sản phẩm luôn thì mình sẽ đảo ngược quyết toán một cái 511 12 và có 131, đúng không? Nhưng mà ví dụ như người mình bán đấy hai sản phẩm mà mình giảm từ doanh thu cho một sản phẩm thôi
thì mình sẽ 511 của mình sẽ bằng cái này chứ mấy. Thứ hai, chỉ giả sử bởi vì đây có một sản phẩm thôi, nhưng giả sử đây là hai sản phẩm đúng không? Có 131 thì cũng bằng cái này luôn. Như vậy ví dụ như em chưa thu tiền của khách hàng là từng này, khi họ trả lại tiền cho em thì công nợ của em là sao? Giảm đi, đúng chưa? Bù từ công nợ giảm đi, phải không? Dạ. Cái này trong tên bên công ty em có hàng trả lại chắc không đúng không? Dạ không. Đúng rồi, bởi vì xuất khẩu gần như là lãi phải mặt chắc chắn là 100% luôn đúng không? Cho nên dạ, cái này ít xảy ra thì chỉ nói qua thôi nhá. Đấy thì bây giờ chỗ này chỉ bỏ qua. Rồi, tức là các phương án này là hiểu đúng không? Vậy bây giờ này, đúng như em bôi vàng đây, nợ 632 này, 511 này, rồi 632, 511 thì hôm qua chị có một bài toán nữa là 711, 811 và 642 đúng không? Ừ. Ở đây ví dụ chị cho 2 triệu đi. Được chưa nào? Bây giờ chị quay lại với cái bài toán là bây giờ em bê cho chị quy định khoản 711, 811 sang đây, bởi vì nguồn gốc của 711, 811 thì chị đi sang một cái vấn đề về tài sản cố định ấy. Mình sẽ copy tổng sang đây để chị hướng dẫn cách chuyển đổi dưới dạng số, được chưa? Cái bài toán 635 với 515 đây nữa, đúng không? Nợ 112 có 515 đấy, không nợ chỉ nói đấy, đúng không? Thì mình cũng sẽ copy tổng sang bên ba này để hình thành ra một cái tổng tất cả các doanh thu và chi phí ấy của doanh nghiệp em. Được chưa nào? Bây giờ nha, như chị nói, tất cả đầu mấy, đầu 6, đầu 8, đầu 5, đầu 6, đầu 7, đầu 8 là đều không có số dư, đúng không? Mình sẽ tính từng cái một này. Thứ nhất, một nhỏ, em đánh cho chị đi, kết chuyển doanh thu bán hàng, kết chuyển doanh thu bán hàng, nguyên tắc kết chuyển tất cả các tài khoản đầu 5, 6, 7, 8, 9 đều không có số dư cuối kỳ. Vậy để kết chuyển các tài khoản đó không có số dư cuối kỳ thì sẽ thông qua một tài khoản là 911 2 chấm xác định kết quả kinh doanh 2 chấm. Tài khoản 911 em học thêm nữa đấy là xác định kết quả kinh doanh. Thế là những cái tài khoản cũ là thuộc hết rồi đúng không? Thuộc và hiểu ý nghĩa rồi đúng không? Vậy trên hệ thống tài khoản luôn luôn có tài khoản 911 và nó chẳng có số dư cái gì đâu. Bây giờ một nhỏ đây, bây giờ chị nói là bút toán kết chuyển doanh thu nhé. Một nhỏ kết chuyển doanh thu này, nợ cho tài khoản. Chị hỏi em bình thường doanh thu nó làm thế nào? Không. Đúng rồi, bình thường nó nằm bên có. Vậy bây giờ muốn nó không còn số dư nữa đâu, nhưng nó phải đối ứng ngược lại, nó phải làm thế nào? Nó nằm bên nợ. Đúng rồi, kết chuyển sẽ là nợ 511. Nợ 511 có 911, tức là mình sẽ đẩy mượn một cái tài khoản 911 để mình làm cho 511 không còn số dư. Em hiểu ý chị chưa? Dạ. Rồi, số tiền thì mình sẽ tổng hợp cả 12 tháng trên thực tế nhé. Mình kết chuyển, ví dụ mình kết chuyển từng tháng thì mình sẽ tổng hợp doanh thu của các chứng từ hóa đơn ấy của một tháng đó, còn mình kết chuyển cả năm thì nó phần mềm nó sẽ tính hết cho em luôn, nó tự động, nó rất thông minh, tính hết cho em, nó cộng hết cho em luôn. Đây là mình đang làm một bài toán rất đơn giản trong nguyên lý thôi, thì ở đây mình mới chỉ có nghiệp vụ thôi, thì ở đây mình năm bên có 511 thì bây giờ mình sẽ đẩy ra là nợ 511 đó, thì đúng chưa? Và có 911 đó. Rồi như vậy 511 em nhìn này, bên có bao nhiêu thì bây giờ bên nợ của nó sẽ là bấy nhiêu, nó còn số dư không? Không có số dư chị. Rồi hai nhỏ, bước toán thứ hai, kết chuyển giá vốn nhá, kết chuyển giá vốn. Thế thì khi mà phát sinh giá vốn tăng thì như bên nào vậy? Là nó nằm vào bên nợ chị. Rồi thế bây giờ đúng rồi, thế bây giờ nó phải nằm bên nào? Đúng rồi, và thông qua 911 sẽ là nợ tài khoản nào? Nợ như vậy sẽ là nợ cho 911. Ừ, có cho tài khoản 632. Tức là mượn tài khoản 911 để thông qua nó, được chưa? Dạ. Nhưng ra đối gì? Dạ. Rồi, số tiền lấy đâu ra? Số tiền phải lấy từ 632 đây này. Dạ. Đúng không? Như vậy là 632 sẽ bằng 0, không còn số dư. Ba nhỏ. Hiểu chưa nào? Bút toán thứ ba là kết chuyển thu nhập khác. Thu nhập khác được gọi là có tên gọi là gì? 711. Rồi, trong quá trình phát sinh nó nằm bên nào? Phát sinh nó nằm bên tay cái bên có. Rồi, bây giờ kết chuyển qua 911 nó nằm bên nào? Nợ.
Rồi, nghe em bình hoãn đi. Đúng. Rồi, tự điền số tiền vào. Bắt đầu hiểu nó không có vấn đề đấy. Tự làm. Vậy tương tự như thế em sẽ cất chuyển cho chị là 811 nhá. 711 của số tiền của em đâu? Đây, 400 triệu đây. Đúng không? Yeah. Rồi, bằng 400 triệu. Rồi, bước toán thứ tư, cất chuyển chi phí khác. Chi phí khác? Đúng rồi. Tiếp tục. 635 với 515. Dạ, dạ. Chỉ liên quan đến 635 thôi, những cái chữ vàng ấy. Hiểu chưa? Dạ. Yeah. Đấy, 635 bên nợ thì bây giờ nó phải là bên nào? Bên có đây, em làm đúng rồi đây này, thấy chưa? Đây này. Thế nhưng bây giờ còn thiếu một cái nữa là 515 nữa thôi. Nó đang làm bên có thì bây giờ phải làm nên nào đối ngược lại, cứ đối ứng lại mượn tài khoản 911. Có thế thôi, rất đơn giản. Nhớ chưa? Dạ. Rồi, nợ 511 có 911. Đúng rồi. Bây giờ tất cả các bút toán mà chị giảng cho em đã hiểu bản chất chưa? Rồi, bây giờ chị sẽ tính bài toán lãi lỗ nha. Thứ nhất là chị sẽ cộng tất cả đầu năm, đầu 7, đầu 511 cộng 515 cộng 711 lại với nhau. Đúng không? Thì có phải là đây sẽ liên quan đến cái thu nhập của mình không? 711 này, đúng không? Cộng với 515 tức là bên nợ, đúng không? Chị Lan cho em biết thêm về cái doanh thu tài chính và chi phí tài chính đó là rõ là gì chị? Rồi, chị sẽ giải thích lại. Đúng rồi, hoặc mà không hiểu là phải hỏi ngay. Rồi, chị giải thích cho em. Doanh thu tài chính là nó sẽ liên quan đến những cái gì, nó liên quan đến hoạt động của ngân hàng. Tức là ví dụ như mình sẽ gửi một cái khoản tiết kiệm của công ty ấy vào trong ngân hàng hàng tháng, ngân hàng trả tiền cho mình, đó cũng được gọi là một khoản doanh thu tài chính, đúng chưa? Ví dụ như hàng tháng em bỏ tiền vào trong ngân hàng ấy, kiểu giống như là em tưởng tượng là tài khoản công ty mình cứ giao dịch liên tục như thế, thì cuối tháng ngân hàng bằng một cái công thức nào đó họ sẽ tính ra một khoản mà họ sẽ trả về cho công ty em. Nó không nhiều, nó tùy vào từng công ty. Có những công ty rất lớn, rất nhiều tiền giao dịch thường xuyên thì khoản tiền này có thể là lớn. Nhưng mà hầu như doanh nghiệp vừa và nhỏ thì khoản tiền đấy nó cũng không bảo nhiều. Nhưng mà cứ cuối tháng là ngân hàng sẽ tích vào một khoản tiền mà ngân hàng sẽ trả tiền cho công ty em. Là do công ty em đang lưu động vốn ở trong ngân hàng, em hiểu chưa? Rồi họ sẽ trả về cho công ty một khoản. Thì tự nhiên tiền ngân hàng của em tăng lên. Và em nhìn ở trong giao dịch ngân hàng nó nằm bên có, phát sinh có, đúng không ạ? Thì em vẫn nhìn thấy cái chuyện giao dịch đấy, đúng không? Rồi, thế thì đấy, lúc này tiền trong ngân hàng tăng lên thì sẽ sinh ra một khoản có trong một năm. Vậy doanh thu hoạt động tài chính em hiểu chưa? Thế này chi phí tài chính. Trong cái chi phí tài chính cũng liên quan đến chi phí trong ngân hàng nhá. Em sẽ phân loại ra là hai loại. Một, đó là các loại chi phí linh tinh nhỏ nhỏ như là phí SMS này, hay là phí mua xét này, hay là phí kiểm đếm này, hay là phí chuyển khoản, đúng không nào? Mà em nhìn ở trong cái giao dịch mà nó phát sinh lên nợ trong sổ sổ ngân hàng thì được cho vào tất cả sẽ là nợ cho tài khoản 6421 nhá. Chi phí bán hàng của em đấy, thấy chưa? Hoặc có bạn cho vào chi phí 6422 đều được hết nhá, 6421 hoặc 6422. Và có cho tài khoản nào đương nhiên tiền trong ngân hàng mất đi thì có cho 112. Em hiểu chưa? Chị ví dụ như em thống kê lại một tháng em được em mất 300.000 chẳng hạn. Nhá, 300.000 từ phí này bao gồm phí SMS và các loại phí chị vừa nói xong ấy, phí thanh toán các kiểu. Rồi, nhưng mà còn một loại phí nữa mà chị vừa mới nói, đó là chị thông qua cái tài khoản 635 mà chị vừa đỏ đây. Khi mà mình khoản nợ 635 mà em vừa kết chuyển thông qua 911 đây, thì khi em vay ngân hàng một khoản vay ấy, đúng không? Mà hôm bên Visa chị hướng dẫn cho em ở trong chứng từ nhiệm vụ khác ấy, đúng không? Em vào chứng từ nhiệm vụ khác đi. Sửa tưởng số cái này, dưới đó là nhìn này. Đây, vào phải danh sách chứng từ nhiệm vụ khác này. Đây, thì em chọn này, tháng 1 năm 19 này, đúng không? Lấy dữ liệu này, đây. Vay ngân hàng BIDV để trả nhà cung cấp, em còn nhớ khoản này không? Quay lại nội dung. Thì ở đây có phải nợ 331 của 341 không? Tức là khi mình vay một khoản tiền thì mình định khoản như thế này. Đến khi
mà mình trả tiền cho ngân hàng thì bao giờ cũng phải trả gốc và trả lãi, đúng không? Trên thực tế em có làm như thế không? Đúng không? Rồi, trả gốc, ví dụ như ở trả gốc là 20 triệu nhưng mà trả lãi là 2 triệu thì cái 2 triệu em trả lãi đấy chính là 63. Hiểu, vậy là hiểu chi phí tài chính chưa? Rồi, như vậy là vậy thì bây giờ trong này chị quay lại một bút toán cuối cùng mà mình đang kết chuyển ra nữa, đó là nợ. Cái nợ cho tài khoản nợ ở bên gì nhỉ? Kết chuyển với chi phí quản lý. Thì chi phí quản lý ở đây có hai bút toán xảy ra thì mình sẽ cộng lại với nhau. Có đúng không? Dạ. Đây 300 là 32 triệu 3. Nó đang nằm ở bên nợ 642 thì bây giờ mình sẽ tự kết chuyển với chị nhá. Ừ. Ok, em kết chuyển đi. Kết chuyển chi phí quản lý. Rồi. Đây là một bài toán gọi là chỉ đang cho ít nghiệp vụ, còn trong thực tế mình có rất chi là nhiều nghiệp vụ đúng không? Thì mình sẽ phải cộng lại. Mà cái này em không phải cộng lại, thực ra em đang hiểu bản chất thôi. Còn tí nữa Lisa lên làm và mình sẽ tự cộng cho em. Mình chỉ cần thao tác thôi, thấy chưa? À, khi sau này chị sẽ dạy, em ơi vào phần này kết chuyển chính là các cái bài mà ở mấy cái bài nào chỉ giảng về lý thuyết ấy. Thì chị quay lại vấn đề thì đấy này, tại sao lại 711 từ này, tại sao 515 từ này, tại sao lại 632 từ này, tại sao 511 từ này, mà tại sao 911 lại từ này, đúng không? Thì là quay lại là đây chính là bài toán mình đang làm đây. Bây giờ mình cứ tính toán nha. Như vậy ở đây 642 này cũng là màu đỏ đúng không? Như vậy màu xanh là doanh thu và thu nhập, màu đỏ là chi phí. Vậy bây giờ mình sẽ lấy những bút toán màu đỏ cộng lại với nhau, đúng không? Cái này gọi là như là mình tính toán ở trong thực tế thôi, nhưng mà chẳng qua là mình đang đưa vào những tài khoản để mình theo dõi. Em chỉ cần hiểu về toán nó chỉ có thế thôi, đúng không? Tức là bình thường em có thể không cần tài khoản em vẫn tính được lợi nhuận của em, đúng không? Lấy doanh thu trừ chi phí. Nhưng mà chẳng qua là đối với kế toán thì tất cả mình đều dùng bằng hệ thống tài khoản để mình nhìn báo cáo tài chính để cho nó chuyên nghiệp, đúng không? Cho nó logic thì mới sinh ra là các cái hệ thống tài khoản, đúng không nào? Chứ còn đâu có nhiều ông chủ họ không cần kế toán, họ vẫn tính ra được lợi nhuận của họ, họ làm có lãi không, đúng không? Họ chỉ cần một cái bút và một cái giờ quyển sổ thôi họ đã tính ra được rồi, có đúng em? Thế ở đây thì có nghĩa là đây là gì nhỉ? Thu nhập là chị đã cộng lại được thành màu xanh, mà đây chi phí chị cộng lại thành màu đỏ, thấy chưa? Và lúc này chị lấy cái này vậy bên nào nhiều hơn? Ngay số doanh thu nhiều hơn mà trừ đi chi phí thì ra ở đây chính là lợi nhuận nhá. Rồi và em dưới này em ghi cho chị một câu 8. Nếu lấy doanh thu trừ đi chi phí mà lãi, tức là số dương ấy, thì kế toán đồ họa này nợ cho tài khoản 911 có tài khoản 421. Vậy ở đây số tiền được thể hiện là số tiền nào? Chính là số tiền chênh lệch giữa doanh thu trừ đi giá vốn nha. Thế chị giải thích này, tại sao lãi thì lại lấy nợ 911 cuối cùng là có 421 thôi, tại sao? Chị giải thích. Bây giờ em nhìn này, em lấy tất cả các khoản có 911 bằng bao nhiêu, em cộng ra có 911. Bây giờ chị sẽ ghi này, nghĩa là chị kẻ chữ T thì hay hơn nhá. Nhưng mà thôi chị tưởng hợp như thế này cũng được, là chị lấy nợ 911 bên này cho nó đúng chữ T luôn nhá, được chưa? Có này 911 nhá. Rồi bây giờ em cộng lại nào, cộng lại cho chị bên nợ 911 và bên có 911 trong tất cả các bút toán này cho chị nào. Rồi chị sẽ dạy cho em tại sao nó lại trong bút toán đấy. Bên nợ này là 4 tỷ 8 đúng không? Có 911 chính là cái lợi nhuận, chính là phần xăm của mình ấy, đúng không? Cộng khí được chưa? Vậy tại sao lại cái lãi, đúng không? Lãi đây có vẻ là bằng cái có mà trừ cái nợ không nào? Thế thì bên này nó đang ít hơn thì để cho 911, thì nguyên tắc 911 cũng không có số dư cuối kỳ mà, đúng không? Thì đương nhiên nó sẽ là nợ 911 và thông qua một cái tài khoản cuối cùng nữa, đó là tài khoản 421. 421 là gì? 421 nó là lợi nhuận chưa phân phối nhá. 421 ở đây này chính là lợi nhuận chưa phân phối, có nghĩa là cái lợi nhuận này là ví dụ công ty mình là công ty cổ phần thì mình chưa phân phối đi đâu hết, mình chưa chia cho ai hết, lợi nhuận là lợi nhuận chưa phân phối.
Hiểu chưa? Lợi nhuận của doanh nghiệp. Thế đến đây cái bài toán này em hiểu thế nào? Dạ hiểu gì? Ừ, có nghĩa là bên nợ nó đang thiếu, vì bên nợ nó đang thiếu mà trong khi đó chị quy định là 9, từ đầu năm cho đến đầu 9 nó không có thống kê cuối kỳ. Cho nên đương nhiên mình phải chêm vào một khoản ấy là bằng cái lợi nhuận này này. Thì có phải là chính là nợ chứ chính một món không? Hả? Yeah. Cuối cùng mình phải chêm vào đây là nợ 911 có cho tài khoản 421. Tức là nhìn trên bảng báo bảng cân đối số phát sinh mà nó nằm bên phát sinh có của 421 từ công ty em đang lãi. Em hiểu chưa? Vậy em đọc một báo cáo tài chính chưa? Trong phát sinh nhá, phát sinh trong kỳ nhá chứ không phải là cuối kỳ nhá. Là nó mà phát sinh bên có chính bố có 421. Em đọc báo cáo ấy là biết công ty mình đang lãi bao nhiêu tiền. Ví dụ như cái phần thuế mà cho lãi 1 tỷ, nghĩa là em nhân 20% em phải nộp 200 triệu tiền thuế. Thì em bảo không được đâu, em phải làm thế nào cân đối tăng chi phí lên và giảm bớt lợi nhuận đi để chỉ đóng thuế ít thôi. Em hiểu không? Ờ, thế nếu mà trong trường hợp mà em thấy nó lỗ quá mà trong khi đấy doanh nghiệp em không phải như thế thì bảo công ty mình phải đóng thuế, phải cho đóng thuế lên thì phải giảm bớt chi phí đi nha, giảm bớt chi phí đi để làm tăng lợi nhuận lên để đóng thuế thì em sẽ nhìn được đúng không? Yeah. Thế trong trường hợp nó phát sinh bên, nếu mà nó lỗ nhá, chị sẽ làm một bài toán về lỗ, được chưa? Bây giờ đây là bài toán về lãi này. Cho nên hiểu bản chất. Hôm sau hôm nay thì chị sẽ quay lại phần mềm nhá. Bây giờ đi nốt hôm nay cho chị một ví dụ cái đã. Nãy bây giờ chị sẽ làm một ví dụ về lỗ, được chưa? Thì lỗ. Ở đây nếu lỗ thì chị sẽ cho cái bài toán ở đây. Lỗ thì chị sẽ chỉ cần đơn giản thôi, chị sẽ cho một khoản 642 này. Tăng lên là 500 triệu đi nhá. Và như vậy này, em sẽ đưa bài toán lên đây. Đấy, công thức nó sẽ tự này, tự tường nhá. Lúc này 4 tỷ 8 là doanh thu, đúng không? Màu xanh là doanh thu, mà màu đỏ là chi phí. Lúc này là mình sẽ lấy chi phí là trừ doanh thu. Nói chung trong kế toán thì em hiểu là doanh thu trừ chi phí là âm ấy, là lỗ. À, trên thực tế là lỗ, nhưng mà trong kế toán em không được đánh dấu âm, cho nên chị sẽ lấy chi phí là trừ doanh thu nhá. Nếu mà chi phí lớn hơn thì đương nhiên em đang lỗ nhá. Mà em đang lỗ ở đây thì chị sẽ điều khoản, đây là lãi nha, còn đây là lỗ. Đây chị sẽ điều khoản là nợ, ngược lại này, 421 có 911. Nếu mà đây thì chị sẽ sửa lại là lỗ, đúng chưa? Nợ 421 có 911 số tiền là bao nhiêu? Đó là số tiền vay này, đúng không? 126. Bên nợ 911 đang nhiều hơn bên có 911. Thì bây giờ phải chêm vào bên có số tiền bằng số tiền này. Em hiểu không? Yeah. Để sao cho 911 nó phải cân nhau. Em nhìn này, 49 này, đúng không? Nó mới bằng với nợ. Vậy có 911 thì chỉ có nợ 421 thôi. Nhớ chưa? Cái bút toán cuối cùng ấy, tức là bút toán cuối cùng chỉ mượn một đúng tài khoản 421 để mà ghi nhận lợi nhuận thôi. Mà lợi nhuận này thì chỉ phản ánh một là bên nợ và hai là bên có, chứ không thể nào cả hai bên. Yeah. Vậy em hiểu chưa? Dạ, yeah, hiểu. Tự cho ví dụ và làm đi làm lại cho chị Huyền Nguyễn về cái phần doanh thu và lợi nhuận này. Nhá. Cuối tuần là mình toàn đi xa chị. Rồi, ok. Thì bây giờ em nói chung các nghiệp vụ cơ bản như bên nhau ấy là chị dạy cho em hết rồi đấy. Thì bây giờ nhiệm vụ của em là về phải mài rũa và em phải tìm hiểu xem lại các nhiệm vụ chị hướng dẫn và tự cho bài tập, được chưa? Để làm cho cái thành thạo đi, xong chị hướng dẫn đó đi xa những cái nhiệm vụ về cái chuyện này này, thì từ đó mới lên được một cái bảng cân đối cho phát sinh, và từ đó mới lên được báo cáo tài chính thì em mới hiểu được, đúng không? Sau đó từ bảng cân đối thì chị sẽ hướng dẫn lên lưu chuyển tiền tệ, lên bảng cân đối kế toán mà thuyết minh như thế nào và cách làm ra sao nhá, đọc hiểu và có tài chính. Ok, vậy nghỉ nhá. Yeah, thank you.